Bạn đang có kế hoạch đi du lịch, bạn muốn đi công tác bằng máy bay, bạn muốn săn vé máy bay giá rẻ nhưng không biết làm như thế nào. Vậy thì bạn hãy xem hết video này nha. Bởi vì trong đây, blog du lịch sẽ chia sẻ cho bạn tất cả những cái mẹo mà bạn có thể mua được vé máy bay giá rẻ, đồng thời hướng dẫn thêm một số cách để mà mình có thể kiểm tra thông tin vé hoặc là xử lý trường hợp vé bị đặt sai thông tin ha. Và nếu như bạn cảm thấy video này chia sẻ những cái thông tin hữu ích thì các bạn cũng nhớ đăng ký, like, share để nhận thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm hữu ích khác liên quan tới vé máy bay của kênh nhé. Mẹo đầu tiên để mà chúng ta có được một cái vé máy bay giá rẻ đó là mua vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không giá rẻ. Nghe thôi là đã thấy rẻ rồi đúng không nào? Tuy nhiên là các hãng hàng không giá rẻ thì thường sẽ phù hợp với những chuyến bay ngắn thôi, bởi vì cái vé của hãng hàng không giá rẻ thì thường là nó sẽ không bao gồm hành lý ký gửi hoặc là phí chọn chỗ ngồi cũng như là suất ăn ở trên máy bay. Nó sẽ không phù hợp nếu như mà dành cho người cao tuổi và trẻ em nhỏ đi kèm. Đồng thời thì bạn cũng nên lưu ý là với các hãng hàng không giá rẻ thì thường cái xác suất delay nó sẽ nhiều hơn so với các hãng hàng không thông thường khác ha. Các hãng hàng không thường tung ra các vé khuyến mãi giá cực kỳ hấp dẫn trong những dịp đặc biệt cho hành khách của mình. Vậy bạn đã bao giờ săn được vé máy bay giá rẻ hay chưa? Hãy để lại bình luận cho blog du lịch được biết về nhé. Và tiếp tục theo dõi video này để biết những mẹo hay săn vé máy bay cực kỳ rẻ các bạn nhé. Tiếp theo là để săn được vé máy bay giá rẻ thì blog du lịch khuyên là các bạn nên tìm kiếm giá vé máy bay ở chế độ ẩn danh. Bởi vì bạn có để ý không, mỗi khi mà mình vào website của một cái hãng bay để kiểm tra giá vé máy bay của một chặng bay nào đó thì khi mà mình thoát ra rồi, mình xem xong mình thoát ra rồi, đến lần sau mình đăng nhập vô mình kiểm tra lại cái giá vé của chặng bay đó thì cái lần sau kiểm tra lúc nào giá nó cũng sẽ cao hơn lần trước. Đó là vì trong cái trình duyệt web của mình, khi mà mình vào website của hãng hàng không để mình kiểm tra cái hành trình bay á, thì trên cái trình duyệt web sẽ lưu lại cái cookie của các hãng bay, và các hãng bay họ sẽ lợi dụng cái dữ liệu này và biết được là mình vào để tham khảo thông tin của chuyến bay nào, thì khi lần sau mình vào mình kiểm tra lại thông tin giá của cái chuyến bay đó thì giá nó sẽ bị đẩy lên ha. Bởi vậy, để tránh cái tình trạng là giá vé máy bay nó sẽ bị tăng cao sau nhiều lần mình kiểm tra vé thì blog du lịch khuyên là các bạn nên kiểm tra giá vé bằng trình duyệt ẩn danh. Sau khi mà mình kiểm tra được cái loại vé và cái hành trình mà mình muốn đặt rồi á thì mình sẽ thoát cái trình duyệt, thoát cái chế độ ẩn danh đó ra và vào website để đặt vé một cách bình thường ha, để giá vé nó không có bị đội lên. Một mẹo săn vé máy bay giá rẻ khác mà đảm bảo là ít bạn để ý nè, bạn nhớ nha, khi mà mình đặt vé máy bay á cho từ 2 người trở lên á thì bạn nên đặt vé máy bay cho từng người một. Lý do là vì sao? Không biết là có bao giờ bạn gặp cái trường hợp là khi mà mình vào kiểm tra giá vé máy bay cho một người á thì bạn thấy giá rất là rẻ, nhưng mà khi mình tiến hành mình đặt vé máy bay á mà bạn chọn đặt cho nhiều người thì giá nó sẽ cao hơn so với cái giá bạn kiểm tra hay không? Lý do là như nè, thường thì các hãng bay người ta sẽ lúc nào người ta cũng sẽ show ra một hoặc là một vài giá vé máy bay giá rẻ để hấp dẫn người mua. Nhưng mà trong trường hợp, ví dụ nha, trong trường hợp là bạn kiểm tra cho một người đầu tiên là vé 99k chẳng hạn, nhưng mà khi bạn đặt là bạn đặt cho 5 người thì cái loại vé 99k đó nó không đủ cho 5 người thì hệ thống giá vé nó sẽ tự động nó nhảy lên cái hạng vé tiếp theo, giá sẽ cao hơn. Bởi vậy, một cái mẹo săn vé máy bay giá rẻ là bạn sẽ mua cho từng người. Ví dụ người đầu tiên bạn sẽ mua được vé 99k chẳng hạn, người thứ hai nếu còn thì bạn cũng sẽ mua được với giá đó. Còn trường hợp nếu như mà qua người thứ ba vé 99k nó hết thì nó sẽ tự động nó nhảy lên cái hạng vé tiếp theo, và hạng vé tiếp theo nó cũng sẽ là hạng vé giá thấp nhất. Cho nên cái mẹo để mà săn vé máy bay giá rẻ thì các bạn chịu khó nên đặt riêng lẻ từng vé để có được cái giá vé rẻ nhất ha. Tuy nhiên, cái nhược điểm của việc là chúng ta tách lẻ đặt
cho từng mỗi người một code á, là khi mà mình làm thủ tục lên máy bay á, thì ví dụ như là lúc làm thủ tục mà sẽ còn nhiều chỗ gần gần nhau á, thì bạn có thể nhờ nhân viên làm thủ tục hỗ trợ là chọn những cái ghế ở khu vực gần nhau. Còn nếu như trường hợp mà không được á, trường hợp mà hết những cái ghế gần nhau thì bắt buộc là chúng ta phải ngồi xa nhau một tí ha. Cái đó là cái mà mình cần lưu ý trong trường hợp mình đặt vé máy bay giá rẻ. Tiếp theo, để mà có được vé máy bay giá rẻ thì bạn nên mua vé máy bay càng sớm càng tốt, nhưng mà cũng không được nên mua sớm quá. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng mà thực tế thì đây là điều bạn nên làm để mà có thể mua được vé máy bay giá tốt nhất ha. Bởi vì nếu như mà bạn đã từng liên hệ với các đại lý vé máy bay để hỏi mua vé máy bay á, thì bạn sẽ luôn được khuyến cáo là nên mua vé máy bay càng sớm càng tốt. Tại vì vé máy bay mà để càng gần tới ngày bay á, thì giá nó sẽ tăng cao. Nguyên nhân là vì sao? Vì có rất là nhiều người mua cái, trong thời gian bạn suy nghĩ á, có rất là nhiều người họ mua cái vé máy bay của cái chuyến đó. Và khi mua thì tất nhiên người ta sẽ lựa những cái chuyến mà những cái loại vé máy bay giá rẻ người ta mua trước rồi. Cho nên khi mà bạn quyết định mua mà chậm quá thì nó chỉ còn những cái loại vé giá cao hơn thôi, đúng không nào? Tuy nhiên cái thời gian lý tưởng để mà mình mua cái vé máy bay thì sớm hơn cái ngày bay dự kiến của mình tầm khoảng 1 tháng 2 tuần cho đến 1 2 tháng là sẽ hợp lý nhất. Trong khoảng thời gian đó thì mình vẫn có thể chọn được những cái loại vé giá tốt, nhưng mà vẫn chủ động được cái kế hoạch của mình. Một cái kinh nghiệm săn vé máy bay giá rẻ khác mà các bạn có thể áp dụng là chúng ta sẽ chọn cái thời gian đặt vé và thời gian bay nó phù hợp. Nghĩa là sao? Thường á, thì nhu cầu đi lại sẽ tăng cao vào các mùa hè hoặc là ngày lễ Tết, thì cái nhu cầu đi lại cao thì dẫn đến giá vé trong khoảng thời gian đó lúc nào nó cũng sẽ nằm ở cái mức cao hơn so với lại những cái tháng thấp điểm. Và nếu như bạn muốn đi trong thời gian đó thì bạn có thể linh động chọn nè, giá vé máy bay thường vào những ngày đầu tuần từ thứ hai tới thứ năm thì giá nó sẽ rẻ hơn so với là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và giá vé máy bay vào khung giờ bay sáng sớm hoặc là tối muộn hoặc là giữa trưa nó sẽ rẻ hơn so với những khung giờ khác đó. Cho nên bạn có thể chọn những cái chuyến bay, chọn cái giờ bay sao cho cảm thấy là nó hợp lý nhất, nó rẻ nhất thì bạn có thể chọn mua ha. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý là mình sẽ phải tính toán như thế nào để cho khi mà cái giờ bay của mình á, so với cái kế hoạch của mình nó không bị phát sinh chi phí thì mới gọi là săn được vé máy bay giá rẻ. Chứ ví dụ nếu như bạn thấy chuyến bay tối hôm nay nó rẻ hơn chút nè, rẻ hơn khoảng 200-300 ngàn so với chuyến bay sáng ngày mai chẳng hạn, bạn đặt chuyến bay tối nay nhưng mà tối nay đến đó rồi bạn sẽ phát sinh thêm một đêm khách sạn chẳng hạn, rồi chi phí xe đi lại đôi khi cái phần đó nó còn nhiều hơn so với phần giá vé máy bay chênh lệch giữa tối nay và sáng mai, đúng không? Cho nên mình sẽ chọn cái giờ bay và cái ngày bay sao cho nó phù hợp với cái lịch của mình nhất và nó tiết kiệm nhất, thì lúc đó là bạn đã săn được vé máy bay giá rẻ nhất rồi nha. Một cái mẹo săn vé máy bay giá rẻ tiếp theo là các bạn hãy thường xuyên cập nhật các khuyến mãi giá rẻ của các hãng bay. Thì những cái thông tin khuyến mãi này thường sẽ được công bố trên fanpage hoặc là website của cái hãng bay đó ha. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách là tải xuống các ứng dụng đặt vé máy bay để nhận được thông báo sớm nhất về các chính sách ưu đãi đang diễn ra nè. Những chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không đều có thời gian mở bán và thời gian bay áp dụng những chặng bay được ưu đãi trong cái chương trình. Bởi vậy bạn sẽ phải đọc kỹ thông tin chương trình trước khi mà canh giá vé rẻ nè. Cụ thể ví dụ như là hãng hàng không Vietnam Airlines thì sẽ có chương trình là thứ năm rực rỡ và khuyến mãi nổi bật là giảm 50% giá vé ở các chặng bay nội địa, và thời gian thì thường là thứ năm hàng tuần và thường diễn ra là 1 đến 2 lần một tháng. Trong khi đó hãng Vietjet Air thì sẽ có cái chương trình là 12 giờ rồi Vietjet Air thôi. Thì ở đây người ta sẽ có khuyến mại nổi bật là săn vé không đồng và thời gian diễn ra là khoảng vài tháng một lần, mỗi đợt thì chỉ kéo dài khoảng từ 3 đến 5 ngày vào khung giờ là từ 12 giờ cho đến 2 giờ chiều thôi. Đối với hãng Bamboo Airways thì sẽ có cái chương trình là chào thứ tư Bamboo vô tư, và cái chương trình khuyến mại nổi bật nó sẽ là sở hữu vé rẻ chỉ từ 99k thôi. Và
cái chương trình khuyến mãi này nó sẽ áp dụng vào săn vé ở cả chặng nội địa và quốc tế vào ngày thứ tư theo một số giai đoạn nhất định, và giá khuyến mãi thì nó chỉ khoảng 99k thôi. Riêng với hãng bay Vietravel Airlines thì sẽ có chương trình là thứ ba xịn sò không lo về giá, và cái chương trình ưu đãi nó sẽ là sở hữu vé rẻ chỉ từ 8k. Chương trình vé máy bay giá rẻ này của hãng Vietravel Airlines thì sẽ áp dụng vào ngày thứ ba hàng tuần từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối hàng ngày. Đó, khi mà bạn nắm được cái thông tin về cái chương trình khuyến mãi của các hãng bay á, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng săn được vé máy bay giá rẻ để mình lên cho kế hoạch của cái chương trình bay tiếp theo của mình. Trên đây thì blog du lịch vừa mới chia sẻ cho bạn một số tip là để bạn có thể dễ dàng săn được cái máy bay giá rẻ để có được một cái hành trình bay mong muốn ha. Tuy nhiên cái việc mà vé máy bay giá rẻ nó cũng đồng nghĩa với một số cái tiện ích trong cái hành trình bay của mình nó sẽ bị bớt đi, hoặc trường hợp nó sẽ phát sinh chi phí nếu như mình không tìm hiểu kỹ các hạng vé. Bởi vậy sau đây thì blog du lịch sẽ nói lại cho bạn những cái điều mà các bạn cần lưu ý khi mà đặt vé máy bay giá rẻ, đồng thời sẽ chia sẻ một số cái hướng dẫn một số cái quy trình về đặt vé và xử lý tình huống khi đặt vé bị sai thông tin ha. Cái lưu ý đầu tiên là chúng ta nên tìm hiểu trước về các hạng vé. Bởi vì những cái hạng vé máy bay giá rẻ thường nó chỉ bao gồm những cái tiêu chuẩn cơ bản thôi. Nó sẽ chưa bao gồm những cái tiện ích đi kèm như là hành lý ký gửi, rồi bữa ăn ở trên máy bay, rồi dịch vụ chọn chỗ ngồi thoải mái chẳng hạn, thì nó sẽ chưa bao gồm đâu. Bởi vậy, hoặc thậm chí là trường hợp đi vé máy bay giá rẻ thì nếu như mà bị đặt sai tên hoặc là bị muốn đổi sang tên, đổi hành trình bay thì hầu như là bạn sẽ không được hoàn, không được hủy đâu. Bạn sẽ phải trả một cái phí nó rất là cao, thậm chí là bằng với lại cái việc là bạn mua một cái vé máy bay khác. Bởi vậy cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái thông tin cái hạng vé mà mình sẽ đặt á, nó sẽ vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp cho bạn biết hình dung được và sẽ chọn được cái hạng vé phù hợp với mình. Thông thường thì cái hạng vé máy bay được chia thành 4 cái phân loại phổ biến, đó là vé hạng nhất, vé hạng thương gia, vé hạng phổ thông đặc biệt và vé hạng phổ thông tiết kiệm. Thì sẵn đây cho blog du lịch chia sẻ sơ về 4 cái hạng vé này để cho các bạn nắm luôn ha. Để trong trường hợp là bạn muốn đặt vé máy bay thì bạn cũng sẽ hình dung được cái loại vé mà mình sắp đặt. Với cái hạng vé phổ thông tiết kiệm thì đây là hạng vé phổ thông và giá rẻ nhất tại các hãng hàng không. Và tùy vào từng hãng hàng không mà bạn cũng sẽ được miễn phí một cái kiện hành lý xách tay với cân nặng và kích thước theo quy định. Đặc biệt lưu ý đây là loại vé không hoàn không hủy, cho nên trong các trường hợp mà bạn muốn đổi chặng bay, đổi giờ bay, đổi tên thì sẽ phải trả phí chênh lệch rất là cao. Thậm chí là giá nó có thể bằng với việc bạn mua một cái vé mới luôn. Cho nên bạn sẽ cân nhắc nếu như mua cái loại vé phổ thông tiết kiệm này nha. Tiếp theo là hạng vé thương gia. Với cái loại vé này á, thì hành khách sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn trong suốt quá trình, ví dụ như là bữa ăn nè, trà chiều chẳng hạn. Tuy nhiên thì sẽ mất một khoản phí nhất định nếu như mà có nhu cầu hoàn vé. Còn hạng vé phổ thông đặc biệt thì hành khách có thể sử dụng cái loại hạng ghế này á, nhận được nhiều tiện ích như là lên máy bay trước, ghế ngồi mở rộng hơn. Một số hãng thì còn cho phép là bạn có thể chuyển cái vé miễn phí và hoàn vé với một cái chi phí tương đối ít. Hạng vé first class, hạng vé hạng nhất ha, thông thường thì bạn sẽ nhận được dịch vụ trọn gói khi sử dụng cái hạng ghế này và không có thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khác. Đó là 4 cái hạng vé mà các hãng hàng không thường có, cho nên khi dù bạn săn vé máy bay giá rẻ thì bạn cũng nên nắm kỹ để trong trường hợp mà bạn kế hoạch bạn có thay đổi, bạn muốn đổi chuyến đổi chặng hoặc là trường hợp đặt sai tên á, thì bạn sẽ biết được cái phần chi phí mà mình sẽ bỏ ra và cân đối chọn sao cho nó phù hợp với lại cái khả năng kinh tế của mình ha. Và sẵn nói về cái chủ đề vé máy bay thì trong nhiều cái video liên quan đến kinh nghiệm đi máy bay á, blog du lịch thấy là có nhiều bạn hỏi là về cách đặt vé máy bay, cách đặt. Cho nên trong cái phần này thì blog du lịch cũng sẽ chia sẻ thêm một chút. Nếu như bạn nào chưa biết cách đặt vé máy bay như thế nào thì các bạn xem kỹ đoạn này ha. Đặt vé máy bay á, thì mình sẽ có nhiều cách đặt.
Đầu tiên á, nếu như mà mình không rành về công nghệ lắm thì mình hãy đến với đại lý vé máy bay ở gần chỗ mình ở, và lưu ý là nên chọn những cái đại lý vé máy bay lớn có uy tín, tại vì vé máy bay thường là có giá trị lớn và phải thanh toán trước thì mới xuất vé được. Cho nên các bạn sẽ chọn những đơn vị có uy tín để đảm bảo cái quyền lợi của mình ha, đảm bảo là không bị rủi ro. Còn khi mà tới đó thì các bạn chỉ cần liên hệ với nhân viên, thì nhân viên đại lý vé máy bay người ta sẽ hướng dẫn bạn cách đặt vé máy bay, người ta sẽ tiến hành thao tác cho bạn, bạn chỉ cần cung cấp thông tin thôi và kiểm tra thông tin của người đi và cái chặng bay của mình thôi. Đó là một cách đặt vé máy bay. Cách đặt vé máy bay thứ hai bây giờ rất là thịnh hành, đó là đặt vé máy bay online. Thì với những bạn nào mà rành công nghệ thì mình sẽ có thể chọn cái phương pháp là đặt vé máy bay online để mình chủ động mình săn được cái vé máy bay giá rẻ theo cái mong muốn của mình. Đồng thời đặt vé máy bay online thì nó sẽ có hai cách. Một là đặt trực tiếp từ website của hãng, hai là mình sẽ đặt qua các trang chuyên booking vé online. Cái ưu điểm của việc mà mình đặt vé máy bay qua các trang chuyên booking vé máy bay á, thì khi bạn kiểm tra thông tin, nó sẽ đồng loạt hiển thị thông tin của một cái chặng bay đó, chẳng hạn nó sẽ đồng loạt hiển thị lên cái giờ bay, giá vé máy bay của tất cả các hãng bay trong cái ngày đó, để bạn có thể vừa kiểm tra và vừa so sánh được luôn, nó rất là nhanh. Tuy nhiên khi mà đặt vé máy bay qua các trang này á, thì sau khi hoàn tất các bước để mà đặt vé, thì nếu như trường hợp vé có vấn đề cần chỉnh sửa thông tin này nọ, thì bạn vẫn phải liên hệ trực tiếp với lại tổng đài của hãng bay, nhân viên của hãng bay để họ hỗ trợ cho bạn điều chỉnh lại thông tin đó. Thậm chí là đôi khi mà bạn liên hệ với tổng đài thì tổng đài người ta sẽ yêu cầu mình quay ngược lại liên hệ với lại bên cái trang mà mình đặt vé để nhờ bên đó liên hệ thao tác giùm mình. Nó sẽ qua rất là nhiều kênh và nó sẽ hơi phức tạp về cái vấn đề thủ tục rườm rà chờ đợi thời gian lâu thôi. Cho nên thông thường thì nhiều bạn sẽ chọn đặt vé máy bay trực tiếp trên website của hãng. Cho nên ở đây á, Long Du lịch sẽ hướng dẫn cách đặt vé máy bay trực tiếp trên website của hãng ha. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý nè, tại vì á, có rất nhiều website sẽ sử dụng tên na ná giống như cái hãng bay của mình, cho nên mình cần phải đăng nhập vào đúng cái website chính thống của cái hãng bay. Vậy làm sao để mà biết cái website đó là cái website chính thống của hãng? Rất là dễ, bạn kéo xuống phía cuối thông tin thì nó sẽ thể hiện thông tin của hãng bay rất rõ ràng, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thậm chí là mã số doanh nghiệp, mã số kinh doanh á, để cho bạn kiểm tra thông tin đó. Nó rất là bài bản ha. Quay lại cái vấn đề chính của mình là hướng dẫn cách đặt vé máy bay, thì bước đầu tiên là bạn sẽ truy cập vào cái website của hãng bay ha. Sau đó thì bạn sẽ nhập thông tin của chuyến bay, lựa chọn chiều bay, điểm bắt đầu, điểm đến, ngày bay và số lượng vé, thì nó sẽ hiển thị ra các chuyến bay để cho các bạn lựa chọn. Khi mà bạn chọn được cái chuyến bay mà mình ưng ý rồi á, bạn sẽ tiến hành thao tác tiếp tục theo cái hướng dẫn của cái website. Bằng cách là nhập thông tin cá nhân nè, chọn dịch vụ bổ sung nếu như cần, sau đó chọn cái loại vé và nhập chính xác thông tin cá nhân của mình, bao gồm cả họ tên nè, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại liên hệ, sau đó ấn tiếp tục để chuyển sang cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì bạn sẽ chọn được các dịch vụ bổ sung như là vị trí ghế, hành lý, suất ăn, thủ tục dịch vụ nhanh và bảo hiểm du lịch. Lưu ý rằng bạn có thể chọn đi tiếp nếu như mà muốn bỏ qua các dịch vụ này. Và bước cuối cùng là bạn sẽ kiểm tra và thanh toán. Khách hàng nên kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin đặt vé của mình, như là thông tin cá nhân xuất hiện trên bảng cái tóm tắt hành trình của cái website, và mình xác nhận thanh toán. Sau đó tiến hành kiểm tra thông tin, lựa chọn phương thức thanh toán, chọn vào một đồng ý các điều khoản và ấn đi tiếp là hoàn thành cái mua vé máy bay qua mạng rồi đó. Các bạn lưu ý là sau khi mà mình đặt vé rồi, đặt vé thành công, thao tác xong xuôi hết trơn rồi, thì chúng ta phải có một cái bước gọi là bước kiểm tra lại thông tin, kiểm tra lại để xem là vé đã thanh toán thành công hay chưa,
rồi các thông tin mà điền trên vé là có bị sai sót gì hay không, có cần chỉnh sửa gì hay không. Bởi vì sao mà chúng ta phải kiểm tra tình trạng vé? Để blog du lịch kể cho bạn nghe một cái trường hợp mà blog du lịch đã gặp của một nhóm khách trong cái chuyến đi Phú Quốc ở hè vừa rồi ha. Cái nhóm đó là một cái nhóm gia đình, họ có khoảng hơn 10 người và họ quyết định là tự đặt vé máy bay để đi du lịch ở Phú Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên họ tự đặt vé máy bay, cho nên họ ra cái đại lý vé máy bay gần nhà, nhưng mà cái đó cũng là một cái phòng đại lý nhỏ thôi, nó như là một cái nhà, một cái cá nhân người ta mở tại nhà. Thì đặt vé, cũng cung cấp thông tin, cũng chọn được cái giờ bay này nọ xong xuôi, và tiến hành thanh toán tiền cho đại lý xuất vé, thì họ cũng nhận được cái mã code vé. Nhưng mà họ không có kiểm tra, họ không có cái bước kiểm tra lại thông tin, cho nên tới ngày mà ra sân bay rồi á, thì nhân viên ở ngoài sân bay họ mới nói là có vé máy bay này là chưa được thanh toán, nó không tồn tại. Lúc đó mọi người mới tá hỏa, rồi quay về cái chỗ mua vé máy bay đó, thì mọi người mới làm ầm lên. Rồi nhưng mà do cái chuyến bay này không có thể nào mà hủy được, do cái lịch đi á, là mọi người đã đặt khách sạn, đã đặt xe và cái dịch vụ hết rồi, nên họ nhờ tới cơ quan công an địa phương hỗ trợ, thì bên cái phòng đặt vé đó họ mới mua một cái vé máy bay khác để cho đoàn đi. Nhưng mà đi xong rồi tới lượt về ra tới sân bay thì mới phát hiện là cái có vé máy bay đó chỉ thanh toán vé chiều đi thôi, vé chiều về chưa thanh toán. Các bạn thấy không, mình chỉ cần thiếu một bước nhỏ là cái bước kiểm tra thôi, nhưng mà nó dẫn tới hậu quả rất là nghiêm trọng. Nghe thì có vẻ là cái chuyện này nó không có như kiểu trên phim, nhưng mà thực tế nó là sự thật luôn bạn. Tại vì đặc biệt là đối với những bạn mà lần đầu đi máy bay, lần đầu mua vé máy bay á, thì mọi người thường á, khi mà nhận được con vé rồi là mọi người mừng lắm, mọi người quýnh quét, mọi người đi về, mọi người không có kiểm tra lại cái thông tin vé của mình. Thậm chí có trường hợp là lúc đặt vé luống cuống quá, chọn sai ngày, tới ngày mà mình dự định đi ra sân bay rồi á, thì mới biết là mình đặt sai ngày, thì dẫn đến dở lỡ kế hoạch của mình. Bởi vậy mà cái bước kiểm tra cái vé sau khi đặt rất là quan trọng. Vậy làm cách nào để kiểm tra vé máy bay? Thì có hai cách. Cách thứ nhất rất đơn giản, gọi điện lên tổng đài của hãng bay, nhờ nhân viên ở tổng đài, người ta sẽ kiểm tra thông tin. Họ sẽ yêu cầu bạn đọc code vé máy bay của mình á, đồng thời là đọc cái hành trình bay của mình, đi từ đâu tới đâu, giờ bay là mấy giờ, rồi tên của một hành khách ở trong đó, để người ta đối chiếu xem là cái code vé có phải là mình là người đi trong cái code vé đó hay không. Và nếu như mà đúng rồi thì nhân viên của hãng bay người ta sẽ xác nhận với bạn là có vé đó là đã thanh toán rồi hay chưa nè, hành trình như thế nào, gồm bao nhiêu hành khách, tất cả những thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ. Sau đây là danh sách số điện thoại tổng đài của các hãng bay mà các bạn có thể lưu lại nè. Tổng đài của hãng bay Vietnam Airlines 1900 1100, tổng đài của hãng bay Vietjet Air 1900 1886, tổng đài của hãng bay Bamboo Airways 1900 1166, tổng đài của hãng bay Viettravel Airlines 1900 6686. Đó là các số điện thoại của tổng đài các hãng bay. Thì trong trường hợp các bạn cần hỗ trợ thông tin gì thì các bạn có thể liên hệ ha. Nhưng mà một điều lưu ý là thường tổng đài của hãng bay á rất là bận, riêng vào cái mùa cao điểm lễ Tết hay hè thì hầu như lúc nào gọi cũng bận máy hết, phải đợi rất là lâu. Cho nên các bạn hãy kiên nhẫn gọi nhiều lần liên tục để mình có thể liên hệ được với nhân viên tổng đài nha. Và cách kiểm tra vé của mình tiếp theo mà các bạn có thể thao tác dễ dàng, nhanh gọn hơn, không cần phải liên hệ với tổng đài hãng bay, đó là mình sẽ kiểm tra trực tiếp trên website của hãng bay. Cái bước kiểm tra cũng khá là đơn giản. Để kiểm tra cái vé máy bay của mình của hãng Vietnam Airlines thì các bạn có thể đăng nhập vào website của hãng,
rồi ấn vào mục quản lý đặt chỗ, sau đó điền mã code vé máy bay và họ của bất kỳ thành viên nào trong code vé máy bay đó, xong nhấn tìm kiếm. Sau đó tất cả các thông tin của chuyến bay sẽ hiện ra, gồm danh sách họ tên, chặng bay, giờ bay, ngày bay đều có đầy đủ và kể cả tình trạng thanh toán vé nữa. Các bạn sẽ kiểm tra thật kỹ ha. Còn cách kiểm tra vé máy bay, tình trạng vé trên website của hãng Vietjet Air thì bạn sẽ truy cập vào website chính thức của hãng, sau đó đi vào mục chuyến bay của tôi ở phía trên đầu trang chủ. Thì trên đây bạn cũng tiếp tục điền thông tin về mã đặt chỗ, họ, tên, sau đó nhấn tìm kiếm, rồi chờ hệ thống báo cáo kết quả, sau đó kiểm tra thông tin xem đã chính xác rồi hay chưa. Tương tự như vậy, khi kiểm tra thông tin của tình trạng vé trên hãng Bamboo Airways thì bạn sẽ truy cập vào website của hãng hàng không Bamboo Airways, sau đó vào cái mục quản lý đặt chỗ, điền thông tin là mã đặt chỗ và họ, sau đó kiểm tra thông tin, đối chiếu lại thông tin trên hiển thị trên website ha. Và trên đây thì blog du lịch vừa hướng dẫn cho bạn cách đặt vé máy bay qua website của hãng nè và cách kiểm tra thông tin. Vậy trường hợp khi mà mình kiểm tra thông tin xong rồi mình mới phát hiện ra là cái thông tin mình điền vào, mình cung cấp vào trong cái thời điểm đặt vé á, như kiểu bị sai tên hoặc là bị sai giờ bay thì sẽ xử lý như thế nào? Các bạn nhớ xem tiếp video ha. Và sau đây thì sẽ là hướng dẫn của blog du lịch trong trường hợp là bạn đặt vé máy bay bị sai tên, hoặc là bạn cần đổi tên vé máy bay hoặc là đổi chuyến ha. Thực ra thì sai thì sửa thôi, nhưng mà có cái sửa miễn phí và có cái sửa mất phí. Và cách sửa nó cũng đơn giản lắm. Nếu bạn đặt vé máy bay qua đại lý vé máy bay thì liên hệ với nhân viên ở phòng vé, thì bạn nhân viên đó sẽ tiến hành thực hiện thao tác cho mình. Còn nếu như bạn đặt vé máy bay trực tuyến á, đặt online á, thì bạn sẽ liên hệ với cái số tổng đài hotline mà hồi nãy blog du lịch vừa mới liệt kê ở phía trên á, thì liên hệ với nhân viên tổng đài và nhờ nhân viên tổng đài sửa lại cho mình. Thì tùy vô cái mức độ sai của tên thì có lỗi thì sẽ được sửa miễn phí, nhưng mà cũng có lỗi thì sẽ bị mất phí. Cụ thể là đối với hãng Vietnam Airlines á, trong những trường hợp sau đây thì chúng ta sẽ được sửa tên miễn phí nè: tên không thuần Việt, thiếu hoặc là thừa chữ đệm, lỗi do sai trật tự họ và tên khách, lỗi do đánh máy hoặc là đánh vần, tên thuần Việt, sai trật tự giữa họ, tên đệm và tên. Các trường hợp tên Việt Nam bị thừa hoặc thiếu chữ thị, lỗi là do viết tắt, lỗi về giới tính hoặc tước hiệu. Ngoài những cái trường hợp kể trên thì các trường hợp khác, các hành khách sẽ phải mất phí theo quy định của hãng hàng không, trong điều kiện là có thể thay đổi được trên vé tùy theo mức độ, nhưng mà mức phí thì dao động thấp nhất là khoảng 300.000 đồng một lần sửa. Và tùy theo có lỗi mà sai nhiều quá hoặc là tùy theo cái hàng vé của mình, đôi khi cái phí nó sẽ mức cao hơn ha. Còn đối với hãng hàng không Vietjet Air, trước đây mình bị sai một lỗi nhỏ thôi thì mình có thể liên hệ với lại tổng đài nhờ sửa miễn phí, nhưng mà hiện tại thì sẽ không được hỗ trợ sửa miễn phí, có nghĩa là tất cả các trường hợp sửa tên, đổi thông tin trên vé đều phải trả phí, và cái phí bạn sẽ phải mất để sửa tên đối với cái vé máy bay của hãng Vietjet Air đó là 374.000 đồng phí sửa của một chặng bay cộng với chênh lệch giá vé ở cái thời điểm hiện tại, phí rất là cao ha. Cho nên các bạn lưu ý là khi đặt vé máy bay thì chúng ta nên kiểm tra lại thông tin trên vé rất là nhiều lần trước khi mà ấn thanh toán để tránh những cái rủi ro sau này ha. Còn đối với hãng hàng không Bamboo Airways á, nếu như trường hợp bạn đặt vé bị sai tên quá khác biệt và hãng hàng không đồng ý sửa thì bạn sẽ phải mất phí là 395.000 đồng một chặng bay. Vừa rồi chúng ta đã cùng nghe chia sẻ về các mẹo để săn vé máy bay giá rẻ. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like, share và subscribe kênh, ủng hộ kênh của mình nha. Còn nếu có góp ý hay thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận ở bên dưới. Kênh sẽ tiếp nhận và sửa đổi để hoàn thiện các video sau tốt nhất gửi đến các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để xem hết chia sẻ của kênh nha. Và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.